Các tỉnh thành chưa có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung nhiều ở các tỉnh thành phố phía Bắc như Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Cạn, Cao Bằng. Thực chất đây cũng là những địa phương thu hút được ít nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong những năm qua. Nhiều tỉnh thành khác như Lâm Đồng, hậu Giang, Gia Lai, Bạc Liêu dù trước đây thu hút được nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài nhưng trong 8 tháng qua cũng không có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài nào. Theo cơ quan xúc tiến đầu tư nước, nước ngoài, Tính chung các dự án cấp mới và tăng vốn, trong 8 tháng qua cả nước thu hút được hơn 14,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.